Yêu con gái là vậy, chồng cũ Phi Nhung vẫn quyết định phá vỡ lời hứa với Wendy Phạm. Chồng cũ Phi Nhung, doanh nhân DB, quyết định làm trái ý con gái ruột Wendy Phạm sau nhiều năm giữ lời hứa. Mới đây, chồng cũ Phi Nhung, doanh nhân DB, chia sẻ đoạn clip quyết định một lần làm trái ý con gái ruột Wendy Phạm. Theo đó, chồng cũ cố ca sĩ Phi Nhung cho biết, đã hơn 2 năm qua, anh không uống một loại nước ngọt vì con gái ruột không thích. Chiều theo con gái nên chồng cũ của ca sĩ Phi Nhung cũng đã bỏ thứ nước này suốt hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, lần này chồng cũ của ca sĩ Phi Nhung lại quyết định một lần làm trái ý con gái để thỏa mãn sở thích của bản thân. Vừa rạng sáng sớm, doanh nhân DB đã trốn con gái chạy ra ngoài mua nước ngọt, đồ ăn vặt để Wendy Phạm không phát hiện ra. Vị doanh nhân này cho biết nếu con gái mà biết được anh sẽ bị la và nhận lại những lời trách móc, bởi lẽ Wendy Phạm không thích bố ăn đồ ăn vặt cũng như uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe. Chia sẻ trong clip, chồng cũ Phi Nhung cho biết luôn cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của con gái. Chính vì vậy, nhiều năm qua, vị doanh nhân này đều tuân thủ những quy tắc của Wendy Phạm. Chính vì vậy, khi lần này phá vỡ lời hứa và quy tắc của con gái, chồng cũ Phi Nhung cũng không khỏi day dứt lo lắng. Bên cạnh đó, trong clip nhiều cư dân mạng cũng xúc động khi thấy rằng kể từ khi lo xong tang sự của cố ca sĩ Phi Nhung, bố ruột Wendy Phạm vẫn luôn chọn cho mình những bộ trang phục màu đen tinh tế. Doanh nhân DB và cố ca sĩ Phi Nhung đã có một cuộc hôn nhân vô cùng kín tiếng và không trọn vẹn. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung chưa một lần để lộ thông tin và hình ảnh của chồng cũ. Chỉ khi mới đây, khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, công chúng mới biết đến dung mạo và những thông tin về chồng cũ của cố ca sĩ. Hóa ra những năm qua, chồng cũ Phi Nhung vẫn luôn âm thầm ở bên chăm sóc con gái Wendy Phạm mỗi khi cố ca sĩ đi lưu diễn hoặc về Việt Nam. Đến nay khi giọng ca Bông Điên Điển đã ra đi mãi mãi, chồng cũ Phi Nhung trở thành chỗ dựa tinh thần lớn với con gái Wendy Phạm.